Một trong những cái cách để có tiền và giàu nhanh nhất là đi bán hàng. Mà cái giàu này nó giàu công khai, giàu chính đáng, giàu đàng hoàng luôn. Đặc biệt là ở Việt Nam, một doanh nhân thành đạt giàu có, người ta rất là nể trọng và ngưỡng mộ. Nhưng một cái ông đi theo con đường chính trị mà giàu có, không ít thì nhiều, người ta cũng bàn tán, người ta xôn xao, người ta nói là ôi ông này ông có ăn hối lộ không, có làm gì khuất tất không, mà tại sao ông giàu? Bởi vì lương cán bộ nó cũng bình thường thôi, nó đâu có nhiều nhặn gì đâu. Trong cái nền kinh tế đang hội nhập như thế này, một người bán hàng giỏi vứt đâu cũng sống, đi ra ngoài bán bất cứ thứ gì miễn là pháp luật cho phép, mang lại giá trị cho khách hàng của bạn. Bạn muốn có tiền, bạn muốn giàu có, bạn lại còn muốn mình có một cuộc đời ý nghĩa, bạn phải đọc cho tôi hai quyển sách này. Thứ nhất, Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới. Rất nhiều thế hệ doanh nhân thành đạt đã lấy nó để gối đầu giường. Nó không có dạy bạn chiêu trò này nọ để bán được nhiều hàng đâu. Nhưng mà đọc nó xong, nó cho bạn một cái nguồn cảm hứng bất tận để bạn đi ra cuộc đời bạn chiến đấu. Cậu bé mồ côi, gọi là dưới đáy của xã hội, nhưng lại yêu một cô thiên kim tiểu thư, nhà giàu lại xinh đẹp. Khi mà đọc cái cuốn sách này, chúng ta thấy mình ở trong đó, xuất thân nghèo khó, nhưng mà chúng ta luôn khao khát thay đổi cuộc đời, thay đổi số phận. Bạn sẽ khóc, bạn sẽ cười, bạn sẽ vui mừng, sẽ hạnh phúc và sẽ có tiếc nuối. Nhưng nếu bạn đọc nó đủ một quãng thời gian dài như trong hướng dẫn, tôi tin chắc bạn sẽ thay đổi cuộc đời của chính bạn. Với cái cuốn sách Người giàu nhất thành Babylon, nó là cái bài học cơ bản nhất cho mỗi người về cái cách làm chủ đồng tiền, chi tiêu, giữ tiền làm sao cho nó hợp lý. Nếu như mà bạn cứ hay bị thiếu trước hụt sau, làm ra nhiều tiền cũng chẳng còn lại đồng nào, đi làm thuê nửa đời người đến giờ vẫn tay trắng hoàn trắng tay, thì bạn phải đọc ngay cái cuốn sách này. Bí mật của người giàu là luôn luôn đầu tư cho bản thân trước, mà cái đầu tư luôn luôn sinh ra lời là đầu tư vào trí tuệ. Bạn mua đồ ăn rồi nó cũng sẽ hết, kể cả sức khỏe của bạn cũng có lúc nó cũng hao mòn, nhưng một khi bạn đã đầu tư vào trí tuệ, nó ở trong não của bạn rồi, nó chỉ có thể khiến sinh ra tiền, sinh ra tiền, sinh ra tiền. Không ai có thể cướp mất trí tuệ và sự hiểu biết của bạn. Bấm ngay vào link lấy sách về đọc, vài cốc trà sữa thôi, nhưng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ phải biết ơn tôi vì tôi đã giới thiệu hai cuốn sách tuyệt vời này tới bạn.